Xin kính chào các bạn các vị. Hiện tại nếu mọi người đang đi tìm cho mình một chiếc đồng hồ thông minh nhưng mà phong cách cổ điển thì có lẽ Motorola 360 thế hệ 2 là sự lựa chọn ta không nên bỏ qua. Sản phẩm này hiện nay đang được phân phối tại trường Việt Nam chúng ta, hàng chính hãng. Mình sẽ đánh giá cho các bạn về cái mẫu đồng hồ thông minh này. Cái điểm đầu tiên đó là Motorola 360 có thể kết nối được với cả Android và iOS. Người dùng iPhone cứ phải mua Apple Watch, người dùng Android thì phải tìm mấy cái đồng hồ khác. Vậy thì bây giờ các bạn chỉ cần chiếc 360 có thể kết nối được cả hai hết sức tiện lợi. Đồng hồ này thì các bạn thấy nhìn sơ qua nó giống như là một chiếc đồng hồ cổ điển mà mình đang có trên tay chứ không phải là cái thứ đồ chơi công nghệ. Phần xung quanh của nó được làm từ kim loại đẹp, bóng bẩy và mặt trước sẽ có một kích thước lớn. Đây là cái size dành riêng cho người tay lớn, còn size nhỏ thì mình không biết là trên thị trường có không, các bạn có thể tham khảo thêm. Sợi dây ở đây là làm bằng da màu nâu, sang trọng và rất tốt. Các bạn đừng nhầm lẫn nó với các loại đồng hồ thông minh rẻ tiền bán thị trường. Dây da này được hoàn thiện tuyệt vời, khi các bạn cầm và sử dụng lâu dài nó cũng không hề hiện tượng bị xuống sắc quá nhiều, và đặc biệt là nó hết sức mềm mại và ôm cổ tay chúng ta. Hơn nữa, cái chiếc Motorola 360 các bạn thích thì các bạn sẽ hoàn toàn thay dây bình thường, do nó sẽ có cái chốt ở đây, chỉ cần kéo ra giống như những cái loại đồng hồ các bạn hay đeo hàng ngày thì các bạn có thể thay thế hoàn toàn một loại dây mới. Ở trên chiếc 360 sẽ hỗ trợ mic thoại nhưng không có loa ngoài. Nhờ vậy là khi mà các bạn cần, chúng ta có thể trả lời tin nhắn trên Facebook Messenger, soạn thảo email bằng giọng nói. Ở đây sẽ có hỗ trợ cùng tính năng Google Now, chúng ta có thể nhập liệu giọng nói bằng tiếng Việt khá là chính xác. Ở phía bên phải sẽ có một cái phím nguồn được làm hình tròn. Ở đây thì phím nguồn này sẽ có công cụ cho phép chúng ta có thể bật tắt máy cũng như là quay trở về màn hình chính. Có cái viền vàng xung quanh trông hết sức là bắt mắt. Ở bên dưới sẽ đi kèm với cảm biến đo nhịp tim giống như mọi cái loại đồng hồ thông minh khác, và nó hỗ trợ tiêu chuẩn IP67, tức nghĩa chúng ta hoàn toàn có thể đeo nó khi đi tắm được. Chiếc Motorola 360 thế hệ thứ 2 thì cái tên này thể hiện rõ đó là cái màn hình này là màn hình tròn, và độ phân giải màn hình cũng là 360x360. Tuy nhiên thì giống như thế hệ đầu thì Gen 2 của nó vẫn có một cái giải đen nằm ở bên dưới chứa các cảm biến và mọi thứ để điều khiển cái màn hình này. Màn hình của chiếc 360 hơi lồi lên, không hề lõm xuống như chiếc Gear S2 mà hiện nay mà mình đang sử dụng. Nó lồi lên tạo cảm giác nổi 3D, các bạn có thể nhìn thấy cả những cái hình ảnh xung quanh những cái đường cắt của nó. Màn hình này được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3, rất dễ nhìn, độ chi tiết và sắc nét cao hơn. Và ngoài ra nữa thì nó có một tính năng mà chúng ta có thể hiển thị ngoài trời nhờ gọi là Brightness Boost. Ra ngoài trời thì hiển thị giống như trong nhà, không khác nhau một chút nào. Motorola 360 sẽ đi kèm với lại Snapdragon 400, chúng ta sẽ có 512MB RAM, 4GB bộ nhớ trong, và sản phẩm có một tính năng gọi là Ambient Mode, cho phép màn hình này luôn luôn hiển thị đồng hồ kể cả chế độ tắt. Thì các bạn thấy là khi đồng hồ mình để một lúc, nó lại chuyển sang một cái chế độ chờ và hiển thị đồng hồ 24/24. Thử thời lượng pin thực tế khi mà sử dụng cả kết nối với điện thoại, sau đó bật chế độ Ambient Mode hiển thị đồng hồ liên tục thế này, mình có được khoảng 1 ngày sử dụng và lúc cuối ngày vẫn còn khoảng 30%. Như vậy pin của nó ổn, và nếu các bạn không bật thì các bạn sử dụng lên tới được 2 ngày. Và nó đương nhiên là sẽ hỗ trợ sạc không dây. Hơi bị đáng tiếc là cái cục sạc thì có lẽ nhà sản xuất này đã nhập trực tiếp từ bên nước ngoài hàng chất lượng cao về đây. Cục sạc của nó cũng không thay đổi cho Việt Nam, thành ra nó sử dụng 3 chân thay vì 2 chân truyền thống. Các bạn phải mua một cái chuyển đổi thì mới cắm được ổ nhà mình, hoặc ổ nào có thì càng tốt. Giao diện điều khiển thì rất dễ dàng, trên phiên bản Android này thì chúng ta vuốt từ trên xuống sẽ ra khu vực điều khiển như là chúng ta bật tắt thông báo này, chúng ta có thể điều khiển được chế độ theater hay là bật tắt độ sáng vào phần setting nhanh. Ở đây thì người dùng có thể thay đổi được như là các cái giao diện đồng hồ. Với Motorola thì đặc biệt chạy trên nền tảng Android Wear, vô số đồng hồ cho các bạn có thể thay thế trên cái chiếc smartwatch của mình, nhiều cực kỳ luôn đấy, và toàn cái đẹp và cái cute thôi. Và chúng ta vuốt từ dưới lên sẽ ra khu vực thông báo, thông báo từ Facebook Messenger, thông báo từ Facebook, thông báo email từ Motorola. Và mình thấy hơi đáng tiếc là cái này nó không gom lại, ví dụ như Facebook thì chúng ta gom lại một chỗ, thông báo từ Messenger gom lại một chỗ, còn cái này nó cứ thông báo riêng, khá là mất thời gian. Và ở đây thì người dùng có thể chuyển qua các tab ở bên để lựa chọn các cái phản hồi của mình đối với cái thông báo này, như ví dụ như là xem cụ thể chi tiết này, chúng ta có thể bấm thích, hoặc chúng ta có thể bấm trả lời ẩn thông báo, hoặc là mở lên trên điện thoại, cũng như là chúng ta có thể xóa hoàn toàn cái thông báo này đi, không xuất hiện trên điện thoại nữa. Nhìn chung nếu các bạn đang tìm cho mình một chiếc đồng hồ thông minh vừa cổ điển vừa hiện đại, nhiều tính năng và thời lượng pin sử dụng khá tốt, thì các bạn nên lựa chọn chiếc 360 Gen 2 này. Hiện nay thì có lẽ đồng hồ thông minh ở phân khúc chính hãng thì không quá nhiều sự lựa chọn, và thực sự nếu có tiền và có một cái cổ tay to hơn thì có lẽ mình sẽ mua chiếc 360. Các bạn có thể đừng quên like, share, và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.